Những cấm kỵ khi ăn chuối mà bà con ai cũng nên biết, kẻo lại rước họa vào thân. Xin kính chào bà con cô bác đang theo dõi kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con thân mến, từ lâu chuối đã là một loại quả quen thuộc tại Việt Nam và trên thế giới. Đặc biệt là quả chuối còn là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Chuối rất dễ mua ở chợ hay trong các siêu thị, hoặc cũng có thể dễ dàng trồng loại cây này ngay trong vườn nhà. Chuối có rất nhiều loại và kích cỡ cũng khác nhau. Màu sắc thường dao động từ màu xanh đến màu vàng. Tuy nhiên thì hiện nay có thêm một số giống chuối màu đỏ. Chuối là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe bởi nó có chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Có thể kể đến như chất xơ, vitamin có trong chuối chín, đặc biệt là chuối tiêu. Chuối chưa chín chứa kháng tinh bột hoạt động như chất xơ hòa tan và được đào thải qua đường tiêu hóa. Các pectin và kháng tinh bột trong chuối có thể làm giảm lượng đường trong máu sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Chuối còn là nguồn kali, magie rất tuyệt vời. Mỗi quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 9% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Rất hữu ích cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là kiểm soát cao huyết áp. Trái cây và hoa quả là nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa trong chế độ ăn và chuối cũng không ngoại lệ. Chất chống oxy hóa trong chuối chủ yếu là dopamine và catechin. Các chất này có tác dụng liên kết với nhiều lợi ích của sức khỏe, chẳng hạn như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa. Đồng thời thì cũng giúp bà con đẩy lùi nguy cơ mắc chứng táo bón và trầm cảm. Bên cạnh đó thì chuối cũng là một món ăn vặt rất tiện lợi, nhất là đối với những người bắt đầu giảm cân thì chuối sẽ là một lựa chọn tốt bởi vì nó chứa rất ít calo nhưng lại rất bổ dưỡng. Hơn nữa, chuối chưa chín gồm có thành phần kháng tinh bột nên nó sẽ làm cho cảm giác no lâu và giảm sự thèm ăn. Theo nguyên tắc thông thường, chuối xanh thì lượng kháng tinh bột càng cao. Chuối chín có màu vàng thì lượng kháng tinh bột và tổng lượng chất xơ cũng thấp hơn, tuy nhiên thì lượng chất hòa tan lại cao hơn. Mặc dù có chứa khá nhiều lợi ích cho sức khỏe, thế nhưng việc kết hợp chuối với một số loại thực phẩm hay là không ăn đúng thời điểm có thể sẽ gây hại trực tiếp cho sức khỏe của bà con. Dưới đây là những điều cấm kỵ khi ăn chuối mà bà con cần biết để tránh gây ra những tác dụng không mong muốn cho sức khỏe của chính mình và cả gia đình. Thứ nhất là không ăn chuối khi đang bị đói, đặc biệt là vào buổi sáng. Trong chuối có chứa rất nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày đang bị trống rỗng sẽ làm lượng magie tăng đột ngột trong máu. Khi ăn vào, bà con sẽ có cảm giác bị cồn cào hoặc đau bụng, gây mất cân bằng tim mạch và làm tổn hại đến sức khỏe. Nếu muốn ăn chuối vào buổi sáng thì bà con nên ăn nhẹ hoặc kết hợp ăn chuối cùng yến mạch, sữa chua để tránh gây hại cho dạ dày bà con nhé. Thứ hai là không ăn chuối khi chưa chín kỹ. Nhiều người có thói quen thích ăn chuối khi chưa chín hẳn, đặc biệt là khi lớp vỏ bên ngoài có màu xanh đậm, vị của chuối lại khá chát và khó nuốt. Vị chát của chuối còn xanh do một lượng lớn axit tannic tạo thành. Khi chuối mới chín, mặc dù là vị chát cũng không còn, nhưng lượng axit vẫn lưu lại bên trong. Nếu bà con ăn chuối còn xanh thì chuối có chứa rất nhiều axit tannic có khả năng kết tủa rất mạnh mẽ, dễ dẫn đến tình trạng phân khô, rắn và gây ra táo bón. Bởi thế mà bà con chỉ nên ăn chuối đã chín hẳn mới có công dụng phòng tránh táo bón. Thứ ba là không nên ăn quá nhiều chuối trong cùng một thời gian. Tuy là một loại thực phẩm phổ biến và giàu dưỡng chất, nhưng chuối được nhiều người ưa chuộng và cho là loại quả ăn thường xuyên hàng ngày. Song, ít ai biết rằng việc tiêu thụ loại trái cây này quá nhiều lại gây nên một số bất lợi đối với cơ thể. Lý do là vì chuối sở hữu hàm lượng cao magie, kali và nhiều nguyên tố khác. Nếu ăn quá nhiều chuối hàng ngày, các chất này tăng đột ngột trong một thời gian rất ngắn sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng các nguyên tố vi lượng và gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Chưa kể là việc ăn chuối quá nhiều còn khiến cho lượng axit dạ dày tiết ra nhiều hơn, làm suy giảm và làm công năng dạ dày bị rối loạn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bà con chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày là đủ. Thứ tư là bà con không nên ăn chuối khi đã để tủ lạnh. Nhiều gia đình do sợ ăn không kịp nên để chuối bảo quản trong tủ lạnh. Song điều này là không nên. Việc ăn chuối được bảo quản trong tủ lạnh là không hề tốt cho sức khỏe. Vì ngăn mát trong tủ lạnh có mức nhiệt dao động vào khoảng 4 đến 8 độ C. Ở mức nhiệt độ đó thì chuối dễ bị đông cứng, thâm đen, biến chất, thậm chí là có thể xuất hiện các vết thâm hoặc hư thối, ảnh hưởng đến mùi vị cũng như dưỡng chất bên trong. Ngoài những điều cấm kỵ kể trên thì không phải ai cũng có thể ăn được loại chuối bổ dưỡng này.
Với những người bị đau đầu, nếu ăn chuối quá nhiều có thể khiến cơn đau nhức trở nên dữ dội hơn. Bởi vì trong chuối có chứa tyramin, phenylethylamine và axit amin có thể làm giãn mạch máu và làm tăng lưu lượng máu lên não. Chuối chín có lượng tyramin cao hơn, điều này có nghĩa là nếu bà con để chuối càng lâu thì khi ăn bà con càng dễ bị đau đầu hơn. Vì thế mà tốt nhất bà con nên ăn chuối khi chuối chưa chín quá. Chưa kể việc ăn quá nhiều chuối thường xuyên cũng gây tổn hại đến hệ thần kinh. Bởi vì trong chuối chứa rất nhiều vitamin B6. Loại vitamin này giúp bà con duy trì được một hệ thần kinh khỏe mạnh cũng như giúp cơ thể phân tán được carbohydrates và chất béo. Tuy nhiên nếu bổ sung quá nhiều vitamin trong cơ thể thì có thể sinh ra các độc tố gây tổn hại tới hệ thần kinh của bà con và làm tê liệt chân tay. Vitamin B6 tối đa cần cho cơ thể trong ngày là rơi vào khoảng 100mg, trong khi đó thì một quả chuối có thể cung cấp tới 0,8mg vitamin B6. Điều này có nghĩa là hàng ngày, nếu bà con ăn quá nhiều chuối, thì lượng vitamin B6 từ chuối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều, gây ra tình trạng quá liều và tổn hại cho sức khỏe. Ngoài ra, đối với những người có tiền sử đau dạ dày thì cũng cần phải hạn chế ăn chuối tiêu và tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đang đói, bởi vì khi ăn, bà con sẽ có cảm giác bị cồn cào hoặc là đau bụng dữ dội. Theo các chuyên gia y tế, với những người bị đau dạ dày, nếu muốn ăn chuối thì cần phải ăn chuối đã chín và ăn sau khi mà đã ăn cơm no. Lúc này thì chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit trong dạ dày. Những người bị viêm thận mãn tính, suy giảm chức năng thận thì cũng không nên ăn chuối. Người bị bệnh viêm khớp, bệnh tiểu đường cũng không nên ăn quá nhiều chuối. Bởi vì hàm lượng đường trong chuối khá cao, lại có thể khiến cho tuần hoàn máu giảm chậm xuống. Việc trao đổi chất kém sẽ khiến cho bệnh tình trở nên nặng thêm. Những người bị suy thận, viêm thận mãn tính, suy giảm chức năng của thận cũng không nên ăn chuối tiêu. Một nguyên nhân khác là bởi vì trong chuối có chứa hàm lượng muối natri tương đối nhiều. Do natri có tác dụng hấp thụ nước, tạo nên phù thủng, gây nặng thêm bệnh tình của người bị viêm thận. Bên cạnh đó thì hàm lượng đường trong chuối cũng rất cao. Việc ăn nhiều có thể khiến cho tuần hoàn máu giảm chậm xuống và việc trao đổi chất kém hơn, khiến cho bệnh tiểu đường của bà con trở nên nặng hơn. Tương tự, với những người bị suy thận, viêm cầu thận cũng không nên ăn chuối và tiêu thụ các loại rau quả nhiều kali, có thể kể đến như đậu nành, đậu xanh, sầu riêng, rau khoai lang, cá ngừ, cá thu, cá chép, gan lợn hay thịt bò. Bởi những loại thực phẩm này sẽ càng làm tăng thêm nồng độ kali trong máu, khiến nhịp tim bất thường, buồn nôn, mạch đập chậm hơn, dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn. Thêm vào đó thì chuối còn là một loại trái cây có nhiều đường, nên khi bà con ăn quá nhiều và không duy trì thực hành vệ sinh răng miệng đúng cách, có thể dẫn đến tình trạng sâu răng và hôi miệng, hoặc chúng cũng không đủ là hàm lượng chất béo và protein để có thể trở thành một bữa ăn nhẹ sau quá trình luyện tập hay thay thế cho một bữa ăn thông thường. Việc tiêu thụ quá nhiều chuối có thể dẫn đến tình trạng tăng kali trong máu, và đây là yếu tố hàng đầu đặc trưng cho việc yếu cơ, tê liệt tạm thời và nhịp tim không ổn định. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cả gia đình, cũng như để hấp thụ được hết tất cả các dưỡng chất có trong trái chuối, bà con hãy nắm chắc những lưu ý mà chúng tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm nay bà con nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn bà con đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Bà con hãy ấn nút đăng ký và chia sẻ kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều hơn những thông tin sức khỏe hữu ích bà con nhé. An tâm sống khỏe, cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.